Lick, bí quyết giảm cân giữ dáng. Lick, giảm cân giữ dáng, tự tin tỏa sáng. Dạ, phải bẩm Ngọc Hoàng ạ, em là Táo Văn Thể. Hôm nay em xin lên đây để em tặng Ngọc Hoàng một món quà gọi là cây nhà lá vườn. Mong Ngọc Hoàng nhận lấy ạ. Em ơi, vào đây em, vào đây. Chuyển tiền cho em đấy nhá. Yên tâm. Cô Tí. Em. Có đây mà. Dạ. Đá bóng thì phải có thắng có thua. Tại sao đá hòa thế làm gì hả? Ôi anh không biết à? Đây là hai đội bóng cùng một ông bầu. À. Bọn em phải đá hòa như thế để còn nắm tay nhau trụ hạng ạ. Bẩm Ngọc Hoàng ạ, đội bóng mà em mang lên đây tặng Ngọc Hoàng gồm 11 cầu thủ đấy ạ. Gớm. Cả cái đội bóng của bà ấy bây giờ cũng phải trên dưới 100 tỷ đấy ạ. Giá đấy cũ rồi. Chỉ bằng một con ma tít hoặc một con uây tàu thôi. Bà cứ làm như tôi không biết cũng bằng ấy. Một cầu thủ cỡ nhàng nhàng nhá, cũng phải trên dưới 10 tỷ. Đâu chả chịu cập nhật thông tin gì cả. Năm qua các đội bóng ở dưới hạ giới bê bết lắm. Cầu thủ rớt giá một cách thảm hại. Chính vì vậy là thần rất thương cái hội cầu thủ này. Thần đã nhận tất cả các đội bóng về phía thần. Dạ, một phần là vì thương thể thao và một phần cũng là rẻ quá ạ. Nhận ra rồi đây này, chứ chết trông quen quá đây này. Đây, 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 bảo, ra đây bảo đây. Ờ. Này, hả? Cái gì? Tào ơi, có nhận ra không? Chả quen biết gì cả. Ờ, hay thật tí nhở. Năm vừa rồi nhá, quả này nhá, có một cái màn nổi tiếng luôn là vừa lái xe vừa lắc giật đấy. Đâu, em có lắc giật đâu ạ? Em vừa lái xe, em vừa nghe nhạc đấy chứ ạ? Đúng rồi. Nó chỉ nghe nhạc thôi, nghe nhạc đâu. Rồi, rồi. Gớm cái hôm đấy người ta còn quay được cả một cái clip là cảnh sát giao thông với bao nhiêu người ta bu xung quanh, người ta kéo ra này. Gì chả chịu ra, gì cứ ngồi ở trong gì. Thôi, anh đừng có làm quá lên, em không hát như thế nhá. Thế thế nào? Làm nào? Em chỉ... Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Ra đi chị Bảo. Ui. Chị đã bưng bít cho em bao nhiêu chuyện rồi, tại sao em lại lộ hết cả danh thế à? Tại canh ý cứ vu oan cho em có hát đâu. Thế mày không hát mày vừa làm gì? Em chỉ... Thôi! Nhìn quá! Thế làm gì mà quát to chứ, cắn bố cả bằng lưỡi rồi. Cô Tí! Em xin báo cáo tiếp ạ. Dạ, báo cáo Ngọc Hoàng là năm nay em quyết định là em sẽ tái cơ cấu nền bóng đá dưới hạ giới đấy ạ. Người định tái cơ cấu như thế nào? Em sẽ... quyết tâm em xóa sổ nền bóng đá ở dưới hạ giới ạ. Ok. Gì đấy? Xóa sổ bóng đá dưới hạ giới á? Đầu mấy thì cũng phải xóa đi chứ để làm gì. Mấy năm qua ấy, các đội bóng dưới hạ giới được các ông bầu muối sổi như muối cà ấy. Bây giờ các ông bầu cao chạy xa bay, cầu thủ thì rớt giá, chỉ thành cái vại không thôi. Bóng đá thì thảm hại như vậy. Thế còn về văn hóa, ngươi có gì để báo cáo không? Ngoài những thành tích xuất sắc mà thần đã đạt được từ năm ngoái ạ, năm nay thần lại cho mở những cái cuộc hội thảo, ví dụ như là oppa và bạn bè, là oppa và bố mẹ, bạn chọn ai? Đâu? Dạ. Oppa là thế nào? Dạ oppa hình như là gọi bố theo cách thân mật đấy ạ. Chả biết gì, cả thích lung tung. Oppa là nói đến cái gì mình ham mê, mình đam mê, mình sẵn sàng chết vì cái đó. Oppa cả câu của nó phải gọi là Oppa Kia Di Amiga Mio. Đấy, hôm trước ấy, chính em đi dự một cái cuộc gọi là giao lưu giữa Oppa và các fan hâm mộ. Gớm, giới trẻ hò hét kinh lắm. Cứ gào thét tên Oppa của mình. Rồi sau khi Oppa vừa đứng lên phát là lao vút vào hôn đúng chỗ Oppa vừa ngồi. Úi dồi, gào thét tên. Rồi sau đó ngất lên ngất xuống. Ở ngoài ấy, thì hàng loạt xe cứu thương sẵn sàng chở những người ngất vào bệnh viện. Còn ở trong tiếp tục gào thét tên Oppa. Oppa! Oppa!
Văn Thế. Dạ. Ngươi phải xem lại cái oppa của ngươi đi. Ta thấy nó không ổn đâu. Dạ, oppa li ca ni ma nhằng nhố. Hả? Dạ, thần xin rút kinh nghiệm ạ. À. Ngoài cái oppa ra, còn những vấn đề khác thì sao? Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. À, năm qua, nhiều di sản đã được công nhận nhá. Ngoài ra ấy, là bọn em còn đã thành lập được một cái bảng giá phạt nếu như vi phạm vào quy chế biểu diễn nhá. Này, cụ thể nó là cái gì? Đây, mời anh đọc cho tất cả mọi người cùng nghe. Trang phục hở từ 1/4 đến một nửa ngực, phạt 2 triệu. Hát nhép, phạt 4 triệu cộng tịch thu phương tiện hành nghề. Là cái gì? Là tịch thu micro của ca sĩ. Váy có độ dài từ gấu váy đến rốn dưới 20 phân, phạt 5 triệu cộng cấm mặc váy trong vòng 1 tháng. Cấm mặc váy trong vòng 1 tháng thì nó mặc cái gì? Nó mặc gì thì kệ cái oppa để đó. Nếu như những cái hở về thẩm mỹ, hở về trong cách suy nghĩ thì ngươi phạt bao nhiêu? Dạ, mà Ngọc Hoàng nói như thế này nó trừu tượng quá. Thần làm sao mà là lập được cái bảng giá ngay lập tức được ạ? Xin phép Ngọc Hoàng cho thần về thần suy nghĩ. Sau đấy thì thần sẽ trình bày Ngọc Hoàng bằng văn bản có được không ạ? Được, ngươi nghĩ đi, sai thì phạt, ta không phản đối. Dạ. Nhưng những cái chỗ hở về thẩm mỹ, hở về nhận thức ý, thì hãy cố gắng mà che cho nó kín vào. Rồi kẻo sau này cái đống tiền phạt không bù đắp được những gì mà chúng ta đã mất đâu. Người đứng đấy nghĩ đi. Chết rồi nhá, đứng thế mà nghĩ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Chị ơ cái gì nữa, chị nghĩ đi, nghĩ kỹ đi hãy làm. À, chị ơi. Lít bí quyết giảm cân giữ dáng. Lít giảm cân giữ dáng, tự tin tỏa sáng.